Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một buổi học trực tuyến và bài hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là bài phương trình chứa ẩn ở mẫu. Như vậy chúng ta đã được tìm hiểu được một cũng khá khá là nhiều dạng phương trình rồi. Hôm nay chúng ta qua một cái dạng phương trình khá mới đối với các bạn. Như vậy thì cô có một cái ví dụ mở đầu cho mình. Cái ví dụ này là cô lấy sử dụng trong sách giáo khoa trang số 19. Các bạn có thể mở sách giáo khoa ra để theo dõi. Cái ví dụ nó yêu cầu mình như sau. Người ta yêu cầu mình là hãy giải phương trình x cộng 1 phần x trừ 1 bằng 1 cộng 1 phần x trừ 1. Thì nếu mà sử dụng những cái phương pháp quen thuộc mình đã học đó là hay nói cách khác là chuyển hạng tử qua bên vế khác và đổi dấu á, thì cô có cái cách giải như sau. Đó là cô sẽ giữ x cộng 1 phần x trừ 1 lại, còn vế bên tay phải ta sẽ chuyển qua bên trái. Đồng thời ta đổi dấu là 1 thì cô đổi thành trừ 1, 1 phần x trừ 1 thì cô đổi thành trừ 1 x trừ 1 bằng 0. Lúc này cô thấy 1 phần x trừ 1 và trừ 1 phần x trừ 1 hết rồi, vậy cô còn lại là x trừ 1 bằng 0. Vậy cô giải phương trình này ra một cách dễ dàng là x bằng 1. Vậy câu hỏi của cô sau khi cô giải bằng 1 xong, x bằng 1 này liệu nó có là nghiệm của phương trình này ban đầu hay không? Chúng ta muốn biết rằng x bằng 1 có là nghiệm của phương trình hay không á, thì các bạn thử lấy cái x bằng 1 này các bạn thế vô đây. Coi coi hai bên vế này nó có bằng nhau hay không. Cách này là mình đã học rồi đúng không? Vậy cô thế nè. 1 cộng 1 phần 1 trừ 1. Vậy nếu các bạn thấy thì cái mẫu ngay này nó bằng 0. Đúng chưa các bạn? Nếu mà cái mẫu này bằng 0 thì cái phân số nó có đúng không các bạn? Không ha. Mẫu của phân số lúc nào cũng khác không hết. Các bạn sử dụng máy tính các bạn bấm cũng không ra luôn. Như vậy cô có ngay một câu kết luận là x bằng 1 không là nghiệm phương trình. Như vậy thì khi mà giải một cái phương trình khi giải một cái phương trình mà ta bỏ mẫu cái phương trình này đi, khi mà giải bất kỳ một cái phương trình nào á mà ta bỏ mẫu nó đi thì có thể ta nhận lại được một phương trình không tương đương với ban đầu. Nhắc lại ha, như vậy thì khi giải một cái phương trình mà chứa cái ẩn ở dưới mẫu, mà khi ta bỏ mẫu phương trình đi thì có thể ta nhận lại một phương trình không tương đương với phương trình ban đầu. Bởi vậy, khi mà giải một cái phương trình có chứa ẩn ở dưới mẫu như thế này thì ta cần phải đặt điều kiện xác định cho nó. Như vậy, điều kiện xác định là gì thì ta sẽ qua phần 2 nhỏ tìm hiểu kỹ hơn. Được chưa các bạn? Rồi, 2 nhỏ điều kiện xác định của một phương trình. Điều kiện xác định thì cô có thể viết tắt thành điều DKXD là điều kiện xác định đó. Cái phần một nhỏ ví dụ mở đầu thì các bạn có thể ghi cho cô là sách giáo khoa trang 19 và các bạn không cần ghi bài nữa nha. Bây giờ trục tập trung chủ yếu của mình là qua phần 2 nhỏ điều kiện xác định của một phương trình. Điều kiện xác định của một phương trình là điều kiện của ẩn để mẫu thức phải khác không? Các bạn chỉ cần nhớ cho cô điều kiện xác định là mẫu thức phải khác không? Nhớ ha. Bạn nào thuộc được nguyên cái câu này thì càng tốt, nhưng bạn nào không thuộc được á thì các bạn nhớ điều kiện xác định của phương trình là điều kiện mà để mẫu khác không. Vậy các bạn nhớ điều kiện xác định là mẫu thức khác không. Như vậy là được rồi. Vậy cô sẽ cho các bạn ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn cái định nghĩa này. Cô có cái ví dụ số 1. Hãy tìm điều kiện xác định của phương trình 2x cộng 1 phần x trừ 1 bằng 2. Như vậy đây là một phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Thấy ẩn x ở mẫu không các bạn? Như vậy điều kiện xác định của phương trình là mẫu thức phải khác không? Nhớ, cứ điều kiện xác định là cho mẫu khác không là được. Như vậy cô có điều kiện xác định của phương trình này là x trừ 1 phải khác không? Tại vì cho mẫu phải luôn luôn khác không. Điều kiện xác định là mẫu khác không? Cô nhắc đi nhắc lại quá trời lần rồi ha. Như vậy mẫu là x trừ 1 phải khác không? Vậy cô giải ra là x sẽ khác 1. Cái dấu khác này nè mấy bạn, nó tương tự như dấu bằng vậy đó. Các bạn cứ tưởng tượng đây là dấu bằng và các bạn giải ra bình thường thôi. X trừ 1 khác không thì tương đương x khác 1, cô dùng quy tắc chuyển vế.
Như vậy trả lời ngay cho người ta, vậy điều kiện xác định của phương trình trên là x khác 1. Được không? Được chưa? Dễ đúng không? Cứ nhớ điều kiện xác định là mình phải cho mẫu khác không là. Rồi, cô mời các bạn viết vào vở giùm cho cô. Cô cho các bạn 1 phút nha, các bạn viết nhanh nhanh chóng giùm cô nha, để mình qua những cái nội dung tiếp theo nha các bạn. Rồi. Như vậy thì ví dụ 1 đã xong rồi. Các bạn bạn nào viết bài kịp á thì viết tốt, không sao. Còn bạn nào viết bài không kịp á thì sau buổi công chiếu ngày hôm nay thì các bạn quay lại xem lại một lần nữa. Một phần là cho các bạn hiểu hơn, một phần là các bạn viết vào vở cho nó đầy đủ nha, với phần vở bài học của mình đó các bạn. Cô tiếp tục có một cái ví dụ 2 cho các bạn là tìm điều kiện xác định của phương trình sau. Cô có một cái phương trình 2x cộng 1 phần x trừ 2 bằng x phần x cộng 1. Như vậy đối với phương trình này thì nó có hai cái mẫu là x trừ 2 và x cộng 1. Như vậy điều kiện xác định là gì? Điều kiện xác định là mẫu khác không. Cứ nhớ như vậy cho cô là được. Như vậy cô cho điều kiện thứ nhất là x trừ 2 khác không và x cộng 1 cũng phải khác không luôn, là cô cho từng cái mẫu của nó khác không. Rồi chưa các bạn? Nhớ ha, điều kiện xác định là từng cái mẫu khác không. Như vậy cô giải ra x trừ 2 khác không thì tương đương là x khác 2. Còn x cộng 1 khác không thì tương đương là x khác ăn 1, mình dùng quy tắc chuyển vế đó. Như vậy cô có được hai điều kiện xác định của phương trình là x phải khác 2 và x khác trừ 1. Dễ không các bạn? Dễ ha, khá là dễ dàng. Rồi, cô mời các bạn viết ví dụ 2 vào vở, viết nhanh chóng nha các bạn. Như vậy thì mình đã tìm được, hiểu được điều kiện xác định rồi đúng không? Cô hy vọng là các bạn nhớ điều kiện xác định là khác không là mình. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái chấm hỏi số 2 trong sách giáo khoa là tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Thì cái này tương tự như hai cái ví dụ vừa rồi. Do đó, cô xin mời các bạn tự làm giùm cô. Phương trình thứ nhất là x phần x trừ 1 bằng x cộng 4 phần x cộng 1. Trên tử nó là cái gì thì các bạn đừng có quan tâm tới, các bạn chỉ quan tâm tới cái mẫu giùm cho cô thôi. Mẫu này là x trừ 1 và x cộng. Thì tìm điều kiện xác định, nãy cô nói là gì? Điều kiện xác định là mẫu phải khác không? Cho từng cái mẫu của nó khác không? Tương tự câu B luôn, cũng cho từng cái mẫu khác không luôn. Rồi, cô dành cho các bạn 2 phút ở số 2 vào vở. Lát nữa chúng cô trò mình sẽ cùng nhau trao đổi kết quả nha. Rồi,
Giờ mình cô trò mình cùng trao đổi sửa bài. Câu A, điều kiện xác định là mình cho x trừ 1 khác 0 và x cộng 1 khác 0 tương đương x khác 1 và x khác. Kết luận. Xong chưa? Rồi, ai cũng làm đúng hết đúng không? Dễ đúng không? Nhớ điều kiện xác định là cho mẫu khác 0 là sao? Câu B, điều kiện xác định nó có hai cái mẫu x trừ 2, x trừ 2 vậy mình chỉ làm một lần mà thôi. Vậy điều kiện xác định là x trừ 2 phải khác 0. Vậy tương đương x phải khác 2. Vậy kết luận là vậy điều kiện xác định của phương trình trên là x khác 2. Xong chưa các bạn? Như vậy là cô đã cho mình làm bốn cái ví dụ về điều kiện xác định rồi. Cô hy vọng là các bạn nhớ, các bạn chỉ cần nhớ một điều cho cô thôi. Điều kiện xác định là mình cho mẫu khác không để mình tìm ra x phải khác mấy đó là xong liền. Được chưa? Rồi, giờ mình qua phần chính của bài học ngày hôm nay nha. Đó là phần giải phương trình chứ ẩn ở mẫu. Giờ mình phải tìm hiểu thật là kỹ, thật là tinh tế cách giải một phương trình chứ ẩn ở mẫu là như thế nào. Thì bây giờ cô sẽ cho mình một cái phương trình chứ ẩn ở mẫu. Cô vừa giải cho mình xem, cô vừa nêu ra cách giải cho mình xem luôn. Thì lúc đó mình sẽ rút ra cách giải phương trình chứ ẩn ở mẫu nó như thế nào. Cô cho ví dụ số 3 là giải phương trình x cộng 2 phần 2x bằng x cộng 3 phần 2 nhân x trừ 2. Đây, hai cái phương trình có hai cái mẫu khác nhau. Mẫu thứ nhất là 2x, mẫu thứ hai là 2 nhân x trừ 2. Đó, như vậy muốn giải được một cái phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện đầu tiên mình cần phải làm đó là mình cần tìm điều kiện xác định của cái phương trình này. Do đó, cô sẽ đi phương pháp giải của cô. Bước đầu tiên lúc nào cô cũng phải cần tìm điều kiện xác định của cái phương trình đó đó. Như vậy, điều kiện xác định là cô cho 2x phải khác 0 và 2 nhân x trừ 2 cũng phải khác 0 luôn. Được chưa các bạn? Rồi cô cho hai cái mẫu khác không nè, cho hai cái mẫu lần lượt khác không và cô giải nó ra tương đương cái này cô đem chia hai vế cho hai đi là được x khác không. Cái bên đây 2 nhân x trừ 2 khác không thì chắc chắn là x trừ 2 khác không thôi. Giải tiếp x khác không và x trừ 2 khác không thì x khác 2. Như vậy cô được điều kiện xác định đầu tiên là x khác không và x khác 2. Nhớ ha. Khi mà giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu, đầu tiên vô là phải tìm điều kiện xác định cho cô trước. Điều kiện xác định nãy cô hướng dẫn rồi. Rồi, bước thứ hai. Ta thấy rằng hai cái phương trình này nè, hai vế của nó đã cùng giống mẫu chưa? Chưa. Giống như mình khi mình tính toán phân số vậy các bạn, mình cần phải tìm nó là mình cần phải làm cho nó cùng mẫu, có cùng mẫu thì mình mới tính toán được. Do đó đối với cái phương trình chứa ẩn cũng vậy luôn, mình cần phải làm cho hai mẫu của hai vế này phải giống nhau bằng cách mình đi quy đồng nó. Vậy cô sẽ đi quy đồng mẫu hai vế của phương trình. Và muốn quy đồng thì mình phải chọn mẫu thức chung. Nhớ nha các bạn, mình phải chọn mẫu thức chung 2x, còn này là 2 nhân x trừ 2. Vậy mình chọn mẫu thức chung sau đây. Hai bên đều có số 2 rồi thì đầu tiên mình chọn số 2 nè. Biến đây là biến x và biến là x trừ 2. Như vậy mình sẽ chọn mẫu thức chung là 2x nhân x trừ 2 luôn. Các bạn học tìm mẫu thức chung rồi đúng không? Học tìm mẫu thức chung chưa nè? Học rồi. Như vậy cô chỉ nhắc lại thôi. Mình lấy phần hệ số là bội chung nhỏ nhất. Mình lấy phần biến thì lấy tất cả các biến. Mà biến nào giống nhau thì mình lấy một lần. Đây là cái cách cô nói để cho mình dễ hiểu thôi. Đây là biến đầu tiên là biến x nè. Biến thứ hai là x trừ 2 nè. Cái phần biến nha các bạn. Cái này cô nói theo cái nôm na ngôn ngữ của cô để cho các bạn dễ hiểu hơn mà thôi. Là lấy 2 nhân x trừ 2. Đây là cô chọn mẫu thức chung đó. Giờ cô quy đồng mẫu. Đây, 2 nhân x trừ 2. Như vậy, đối với cái mẫu thứ nhất so với cái mẫu chung thì cô thiếu x trừ 2. Vậy cô nhân x trừ 2 ở dưới mẫu, cô cũng phải nhân thêm trên tử giống y chang vậy. Cái mẫu thức chung mình là 2x nhân x trừ 2. Mà cái mẫu của cô bên đây nó có 2 nhân x trừ 2 thôi. Vậy nó thấy thiếu chữ gì ạ? Thấy thiếu chữ x nè. Như vậy cô nhân x thêm ở dưới mẫu thì cô phải nhân x thêm ở trên tử. Chưa?
này các bạn học chưa vậy? Học rồi. Cô chỉ nhắc lại thôi. Sau khi mà cô đã quy đồng cho hai cái mẫu này nó cùng nhau rồi thì cô sẽ đi khử mẫu nó. Khử mẫu có nghĩa là bỏ hai cái mẫu này đi. Đây, bước tiếp theo cô sẽ khử mẫu thì cô suy ra, nhớ chỗ này là dùng dấu suy ra. Phần trên tử có nhiêu viết y chang lại vậy hết, còn phần dưới mẫu thì bỏ đi. Cô gọi bước này là bước khử mẫu. Sau khi khử mẫu xong rồi thì cô giải cái phương trình vừa nhận được này. Cô giải ha, bắt đầu cô giải phương trình nè. Bước tiếp theo là cô giải phương trình. X cộng 2 nhân x trừ 2 là hàng đẳng thức số 3. Vậy cô được x bình trừ 4 bằng, cô ghi lại. X nhân x cộng 3 thì cô nhân phân phối vô. X nhân x là được x bình. X nhân 3 là được 3x. Sau khi cô nhân xong rồi thì cô thu gọn nó bằng cách cô chuyển vế qua. X bình với x bình, cô triệt tiêu nó đi. Tại vì cô chuyển vế qua là nó hết á. Vậy cô còn là trừ 3x bằng 4. Các bạn viết trừ 4 bằng 3x cũng được, nhưng mà nó hơi ngược ngược. Các bạn nhớ mấy cái video trước cô đã hướng dẫn các bạn là phần biến mình chuyển qua bên vế trái và phần số mình chuyển qua bên vế phải để cho nó dễ làm không? Cô làm vậy nè. Cộng 3x cô chuyển qua bên trái là trừ 3x. Trừ 4 cô chuyển qua bên phải là cộng 4. Thì cô được x sẽ bằng 4 chia cho trừ 3 thì x bằng 4 phần 3. Sau khi cô tìm ra được x bằng trừ 4 phần 3 rồi, đừng vội mừng là bài toán mình tới đây xong. Mà sau khi mình giải ra được con x bằng bao nhiêu rồi, mình cần phải so sánh với cái điều kiện xác định này coi nó có nhận hay loại không. Giờ mình so sánh nè. X trừ 4 phần 3 có khác không không? Có. Có khác 2 không? Có. Như vậy mình sẽ... Được chưa? Bước này cô gọi là bước kiểm tra. Nghiệm x bằng trừ 4 phần 3 thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Như vậy cô sẽ kết luận bài tập nghiệm của phương trình là x bằng trừ 4 phần 3. Được chưa các bạn? Được không? Được. Rồi. Cô mời các bạn viết vào vở của mình. Sau đó cô sẽ hướng dẫn cho mình ha. Rồi viết đi các bạn. Cô có ghi rất là rõ ràng phần phấn màu vàng của cô là cái cách giải, còn phần phấn trắng của cô là bài giải của mình. Như vậy trong vở các bạn có thể chia ra. Cái này các bạn viết bằng bút đỏ, cái này các bạn viết bằng bút xanh cũng được luôn. Để cho nó dễ nhìn đó các bạn. Tại vì đây là cái bài đầu tiên thôi, cô hướng dẫn các bạn thôi. Rồi, cô cho các bạn khoảng 3 phút để viết bài đi. Các bạn viết cho cô nha. Viết vô đi các bạn để mình có một cái bàn mẫu mình làm thôi. Rồi,
Như vậy là các bạn viết bài cũng cũng tạm tạm rồi đúng không? Như vậy mình sẽ tóm tắt lại cách giải của phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bước thứ nhất là mình tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước thứ hai là mình sẽ quy đồng mẫu hai vế của phương trình, sau đó mình khử mẫu. Bước thứ ba là mình giải phương trình vừa nhận được. Bước thứ tư là kết luận, kiểm tra các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3 với điều kiện xác định để tìm các nghiệm của phương trình đã cho. Bây giờ mình sẽ qua phần luyện tập. Bài tập thứ nhất là bài tập 27 trang 22, giải phương trình 2x trừ 5 phần x cộng 5 bằng 3. Như vậy bước thứ nhất mình là điều kiện xác định. Đây cô sẽ nêu cái cách giải này để cho mình nhớ. Bước thứ nhất mình tìm điều kiện xác định. Vậy cô có điều kiện xác định là x cộng 5 phải khác không? Vậy tương đương là x khác trừ 5. Bước thứ hai là mình sẽ quy đồng mẫu hai vế của phương trình và khử mẫu. Giờ cô sẽ viết lại cái phương trình ban đầu đề bài cho nè. Rồi, giờ cô tìm mẫu chung của mình là x cộng 5 dễ dàng. Rồi mình sẽ đi quy đồng mẫu ha các bạn. Số 3 nó đứng một mình là 3 phần 1. Mà 3 phần 1 giờ mình quy đồng nó lên. Phương thức thứ nhất giữ nguyên. Phương thức thứ hai mẫu là 1 vậy nhân thêm x cộng 5. Mình nhân x cộng 5 ở dưới mẫu thì mình phải nhân x cộng 5 ở sinh tử. Như vậy sau khi mình làm bước này xong thì mình đã quy đồng nó cùng mẫu rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ khử mẫu nó đi. Và khi sự khử mẫu thì mình phải dùng dấu suy ra ngay chỗ này. Cô nhấn mạnh ha. Khi khử mẫu thì mình phải dùng dấu suy ra ngay chỗ này. Vậy mình được là 2x trừ 5 bằng 3 nhân x cộng 5. Vậy cô nhân vô luôn là bằng 3x cộng 15. Sau đó cô chuyển vế và cô giải phương trình bậc nhất một ẩn. Đây, 2x trừ 3x bằng 15 cộng 5. Vậy cô được là trừ x bằng 20. Vậy x sẽ bằng trừ 20. Sau khi cô giải ra xong rồi, cô xem coi x trừ 20 này nó có khác với trừ 5 không? Khác, nhưng cô sẽ ghi là nhầm. Vậy, tập nghiệm của phương trình là x bằng... Xong, dễ không? Dễ không các bạn? Dễ ha. Rồi, cô mời các bạn ghi bài tập số 27 trang 22 vào. Đây, các bạn chỉ cần ghi đề và ghi cái phần bài giải này mà thôi. Đây là một bài giải hoàn chỉnh khi đi thi hay kiểm tra các bạn cũng cần phải làm như thế này. Còn các bước bên đây thì cô chỉ ghi để cho các bạn xem thôi. Các bạn chỉ cần ghi cái phần bên đây giùm cho cô nha. Rồi, xin mời các bạn, cô dành cho các bạn vài phút nữa để ghi. Dành cho các bạn khoảng 3 phút nữa đó. Ghi nhanh đi các bạn. Mình ghi tóm gọn nhanh nhanh cũng được. Rồi sau đó mình ghi lại. Chưa các bạn. Rồi, mình qua một bài tập tiếp theo. Bài tập số 1, hãy giải phương trình x phần x cộng 3 cộng x phần x cộng 2 bằng x phần x cộng 2 nhân x cộng 3. Như vậy, mình cũng giải theo các bước tương tự luôn. Cô hiển thị càng hơn. Rồi, giờ mình sẽ giải nè. Bước đầu tiên tìm điều kiện xác định. Ở đây nó có mẫu là x cộng 3, có mẫu là x cộng
Mẫu bên đây là x cộng 2 nhân x cộng 3. Như vậy thực chất ra hai cái thằng này cũng chính là hai thằng này. Như vậy mình chỉ cần làm một lần thôi. À, cô bị hơi nhầm cái chỗ này ha. Đợi cô xí nha các bạn. Chỗ này cô rồi tiếp tục thôi. Giờ cô cho nè, điều kiện xác định là x cộng 3 khác không và x cộng 2 khác không. Như vậy cô giải ra được là x khác trừ 3 và x khác trừ 2. Được chưa? Bước tiếp theo là mình sẽ quy đồng mẫu của hai vế phương trình rồi khử mẫu. Mà muốn quy đồng mẫu á, thì mình phải tìm mẫu chung. Cái phương trình đề bài cho mình ghi lại như thế này. Giờ mình chọn mẫu chung là cái gì? Mẫu thứ nhất là x cộng 3, mẫu thứ hai là x cộng 2, mẫu thứ ba là hai này nhau. Thì mình chọn mẫu chung là x cộng 3 nhân x. Rồi, giờ mình sẽ quy đồng ha. Bước tiếp theo là mình sẽ đi quy đồng nè. Cái phân thức thứ nhất nó có mẫu là x cộng 3. Như vậy so với mẫu chung thì nó còn thiếu x cộng 2. Vậy mình nhân ở dưới mẫu x cộng 2 thì mình thử x cộng 2. Tương tự cái phân thức thứ hai cũng vậy luôn. Cái mẫu có x cộng 2 nó thiếu x cộng 3 rồi, vậy mình nhân thêm mẫu và nhân thêm tử. Phân thức thứ ba thì mình giữ y nguyên lại. Sau khi mình quy đồng xong rồi á thì mình lấy hai cái phân thức này mình cộng với nhau luôn đi. Là x nhân cho x cộng 2 cộng x nhân x cộng 3 bằng cái này. Bước tiếp theo là mình sẽ khử mẫu, có nghĩa là mình bỏ mẫu đi thì mình sẽ được này. Nhớ là bỏ mẫu dùng dấu suy ra nè. Bỏ mẫu đi, mình còn lại x nhân x cộng 2 cộng x nhân x cộng 3 sẽ bằng x. Bây giờ mình sẽ tính toán và thu gọn. X nhân x là x bình, x nhân 2 là 2x, x nhân x là x bình, x nhân 3 là 3x bằng x. Như vậy thì cô được là x bình cộng 2x cộng x bình cộng 3x trừ x bằng 0. Như vậy cô được là 2x bình cộng 4x bằng 0. Giờ đối với ba phương trình này mình giải sao đây? Mình học phương trình tích rồi đúng không? Như vậy mình sẽ đặt coi cái nào làm nhân tử chung. Mình sẽ đặt 2x ra ngoài làm nhân tử chung. Vậy mình sẽ còn lại là x cộng 2 bên trong. Như vậy phương trình lúc này của cô sẽ trở thành một phương trình tích. Cô sẽ giải là 2x bằng 0 hoặc x cộng 0. Vậy cô giải ra là x bằng 0 hoặc x bằng trừ 2. Sau khi giải ra xong rồi thì cô coi nè. X bằng 0 so với hai cái điều kiện xác định này. X bằng trừ 2, một cái trừ 3, một cái khác trừ 3, một cái khác trừ 2. Như vậy nó rơi vào trường hợp. Vậy cô loại nó đi. Vậy cô chỉ cần nhận cái này thôi. Vậy cô kết luận bài tập nghiệm của phương trình là S bằng 0. Được chưa các bạn? Rồi. Cô nói cũng khá là nhanh tí xíu. Cho nên là các bạn ghi bài. Rồi các bạn xem lại một lần nữa cho cô nha.
Rồi. Như vậy thì bài luyện tập vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Các bạn về nhà làm bài tập số 27, 28, 30, 31, 32, sách giáo khoa trang 22 và 23. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn chụp lại và nộp cho giáo viên dạy bộ môn của mình các bạn nhé. À, nếu bạn nào mà chưa theo dõi rõ, nghe chưa kịp, viết bài chưa kịp thì sau buổi công chiếu này các bạn làm lại giùm cho cô các bạn nhé. Rồi, cô chào các bạn.